Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vâng. Nguyễn Hồng Nhi, mình học lớp 5A trường Đại học Tân Lập. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về trò chơi bảo vệ đảo. Tại sao mà mình lựa chọn bài bảo vệ đảo là vì mình đã tâm đắc cố gắng hoàn thiện xong bài này. Và trước tiên thì mình sẽ giới thiệu về trò chơi này. Trước khi mở lên thì nó sẽ hiện chữ stop. Nếu như mà một trong tất cả các con tàu mình lập trình nó sẽ chạm vào một trong hai đảo thì nó sẽ hiện chữ game over. Còn nếu như mà mình chơi đến tận 15 điểm thì nó sẽ hiện chữ winner. Bây giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem. Nó sẽ hiện chữ winner và kèm theo là cúp màu vàng. Bây giờ mình sẽ chơi toàn bộ, mình sẽ trình chiếu cho các bạn xem. Rồi, cũng cảm ơn phần thuyết trình và dự án của Ngọc Nhi nhé. Rồi, bây giờ cô mời những bạn khác nào có thể nhận xét bài của Ngọc Nhi nào. Bạn nào có thể nhận xét bài của Ngọc Nhi nhỉ? Các bạn mạnh dạn giơ tay lên nào. Rồi trước khi các bạn nhận xét thì cô sẽ có một vài câu hỏi nhé. Trong thuyết trình của bạn Ngọc Nhi là tương đối đầy đủ đúng không nhỉ? Nhưng mà bạn còn thiếu một số vấn đề là ví dụ như là nếu một số nếu phần lập trình á, nếu phần cốt của một cái chức năng mà mình yêu thích, các bạn thấy là cái các cái giao diện của bạn Ngọc Nhi á, là thiết kế rất đẹp này, hài hòa này. Đấy, đặc biệt là bạn đã đưa ra được cái nhân vật, các cái nhân vật win này, game star game này, rồi là nhân vật game over này. Đấy, là bạn đã trang trí rất là đẹp ở ba cái nhân vật đấy. Đúng không nhỉ? Rất là chịu khó đi tìm kiếm các cái hình ảnh mà liên quan đến. Đấy là thứ nhất là phần phần làm hay ở của Ngọc Nhi. Đấy. À, còn về phần nội dung trình bày ấy, do cái màng nó hơi lag cho nên là có thể là các bạn cũng chưa thể theo dõi được hết cái phần dự án của con. Đúng không? Đấy, đấy là cô thấy chạy mãi đi mà màng vẫn không không ra được. Này, thì so với lần này á, so với những lần trước á, thì Ngọc Nhi cũng đã rất là cố gắng. Đấy, một bạn nữ duy nhất trong lớp mình nhưng mà đã thuyết trình đầu tiên đấy.